Xin chào các anh chị, hôm nay con điện tử Thái Bình Dương xin hướng dẫn các anh chị lắp ráp bộ con điện tử kết hợp với đèn halo ok ạ. Bộ con mình sẽ gồm có đầu cân, đèn, cổ inox, cổ đầu cân và bộ cân phía dưới đây ạ. Khi chúng ta nhận được hàng, chúng ta sẽ được nhận được một bộ như thế này ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy con ra khỏi thùng ạ. Đây bộ con của chúng ta nè. Sau đó chúng ta sẽ bỏ những thiết bị qua, chúng ta không cần một bên nè. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn cây nóc vào cái cổ của đầu con này. Đầu tiên chúng ta sẽ xỏ cái dây tín hiệu ở nguồn từ phía dưới của cái ống cây cái nóc lên trên đây. Đây chúng ta sẽ xỏ vào. Sau đó ta sẽ bắt cây nóc cứng lại vào cái cổ con phía dưới này. Phía dưới này sẽ có ba con ốc à. Chúng ta sẽ dùng cái vít ba kia, chúng ta sẽ siết lại ba con ốc này lại để cho cứng lại. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái cổ cân ta gắn vào trước à. Ta sẽ xỏ cái dây tín hiệu qua cái cổ như thế này. Đây à. Xỏ từ dưới lên à. Đây à. Sau đó ta sẽ gắn cái cổ vào cái cây nóc này à. Cái này sẽ có một con ốc ở đây à. Sau khi xỏ xong chúng ta sẽ siết con ốc này lại à. Đây à. Đây là siết con ốc phía dưới rồi à. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn đầu cân vào cái cổ ốc này à. Phía sau đầu cân nó sẽ có một cái khe như thế này à, để xỏ vào cái cổ này à. Đây à, xỏ từ trên xuống à. Ta xỏ từ trên xuống như thế này à. Sau đó ta sẽ cắm dây lót xeo vào cái đầu cân à. Nó sẽ có một cái giắc tròn, ta sẽ cắm vào ở phía sau đầu cân như thế này à. Sau đó ta sẽ xoay cái vòng ở ngoài lại à, để cho cứng lại à. Phần dây thừa thì chúng ta sẽ nhét vào trong à. Chúng ta sẽ nhét cái gọn cái dây thừa này vào trong. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái đèn halo ok vào cái chân được đưa ra một bên như thế này à. Đây là vị trí gắn cái đèn halo ok à. Đây, lúc này chúng ta sẽ gắn cái đèn vào à. Ở đây chúng ta sẽ có cái thằng ốc, ta sẽ bắt đèn vào. Ta sẽ siết và bắt ốc cứng lại à. Ta sẽ siết ốc chứ cứng là
sau đó ta sẽ cắm cái dắt của đèn vào cái đầu cân đây ạ. Đây là dây tín hiệu để kích cho đầu cân và đèn đây ạ. Đây ạ. Sau đó ta sẽ xiến hai ốc phía trên thì phía dưới đây rồi ạ. Như vậy là kết thúc quá trình lắp ráp bộ cân của chúng ta. Còn bộ cân hoàn thiện của chúng ta sẽ có hình dạng như thế này ạ. Đây ạ. Dây đỏ sẽ là dây nguồn cấp cho đèn của chúng ta.